lại vô nhiễm là phúc lành đạo. Như về độ nào tội thân hay được toàn là phúc lành đạo thường. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ con kính cảm ơn thượng tọa Minh Hạnh. Nam mô Bụt Thà Giá. Đây là chương trình Phật pháp của Bụt Thà Thăm Má trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối. Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 10 giờ sáng. Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng. Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con từ mẫn thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2020, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt bài 100. Kinh Sangha Rawa. Sáng 990 đến 994 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thà Giá. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hành túc thiện thể thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng lượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thà Giá. Thay mặt đại chúng thành kính tri ân thượng tọa anh đã đọc kinh lễ bái. Sau đây bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 100. 990 đến 994, còn thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tệ Siêu Từ Bi Quang Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con. Nam mô Tha Dạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tệ Siêu, đảnh lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay Thượng tọa Tệ Siêu tắm để vào cung rung để chia sẻ công việc Phật sự với chúng ta, nhưng mà sư đoàn có nói rằng sư đoàn
hơi mệt một chút bởi vì mới giảng xong. Và do vậy chúng tôi sẽ thay lời Thượng tọa Thầy Siêu để dẫn nhập, và hy vọng sau bài giảng của Thượng tọa Hóa Tân, nếu Thượng tọa Thầy Siêu khỏe thì sẽ thỉnh ngày cùng với chúng ta để có một phần thảo luận. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về một bài kinh, mà thật ra thì bài kinh này cũng không phải là có nhiều cái tình tiết mà như là một số các bài kinh gần đây mà chúng ta học. Đơn giản là có một vị Bà La Môn đến hỏi Đức về sự chứng ngộ đạo quả được tuyên bố bởi các vị giáo chủ của ngoại đạo, nói chung là của tất cả mọi người đó. Thì Đức Phật đã nêu lên 4 trường hợp. Thí dụ như có những người tuyên bố là do truyền thống. Ngày xưa mình hiểu kinh điển, ngày xưa mình nghĩ là mình đã ngộ được chân lý. Hay là có những người mà ở trong cuộc sống này, thưa quý vị, những người đó họ thâm sinh. Họ thâm sinh do cái lòng tin mà thôi, chứ không phải là họ có sự thực chứng thực nghiệm. Và khi đề cập đến thực chứng thực nghiệm thì Đức Phật này đã kể lại hành trình của chính bản thân. Ở đoạn chót có một điểm rất là thú vị là vị Bà La Môn này đã hỏi Đức Phật là có chư thiên hay không, và cách trả lời của Đức Phật nó lại là một cách trả lời rất là khác với bình thường. Thay vì ngài trả lời là có hay là không thì ngài không trả lời như vậy, mà ngài nói rằng với cái sự hiểu biết của ngài đó thì chắc chắn là có chư thiên, tức là không hiểu theo cách thường tình mà ngài hiểu theo sự chứng ngộ chứng ngài. Rất tiếc là bản dịch không có sáng lắm. Dạ, bởi vì không sáng lắm, thành ra đoạn chót á, nó hơi lạ lạ một chút. Ở đây thì có một điều xin đề nghị, không biết là Thượng tọa Pháp Tân cũng như là Thượng tọa Đức là Thượng tọa Siêu sao Thượng tọa có đồng ý hay không, là một cái đoạn dài trong bài kinh này Đức Phật kể tình của ngài từ lúc rời bỏ hoàng cung cho đến lúc thành vị chánh đẳng chánh giác, thì thật ra đoạn này mình đã đọc rất nhiều lần ở trong kinh Thánh Cầu, ở trong cái kinh Sách Chắc Cá, Đại Kinh, và ở trong nhiều gần đây nữa. Nếu mà chúng ta đọc lại nguyên đoạn đó thì hơi mất thời giờ đó. Thì nếu được thì xin đề nghị chư tăng là và quý Phật tử là cái câu mà 992 chúng ta đọc hai đoạn đầu và hai đoạn cuối, và hai đoạn đầu hai đoạn cuối ở giữa thì mình tạm không đọc. Thượng tọa Pháp Tân có thể giảng đề cập đến, nhưng mà khi biểu si mà đọc như vậy đó thì sẽ mất rất nhiều thời giờ. Không biết quý vị có hiểu chúng tôi nói không, cái phần mà hành trình của Đức Phật. Tại vì đoạn này chúng ta đã đọc rất là nhiều lần trong thời gian qua rồi. Nếu vị nào hôm nay cô Tường Mẫn đọc phải không? Phải cô Tường Mẫn đọc không ạ? Hôm nay vị nào sẽ đọc bài quý vị? Dạ. Cô Tường Mẫn có hiểu ý chúng tôi nói không? Cái đoạn mà 992 đó, về hành trình của Đức Phật. Dạ. Dạ, mình nên đọc gọn lại. Đọc gọn lại tức là mình đọc hai đoạn đầu và hai đoạn cuối, hai cái đoạn văn đầu hai đoạn cuối, còn ở phía giữa mình lược bớt đi. Tại vì khi Thượng tọa Pháp Tân giảng thì Thượng tọa sẽ đề cập theo cái khung thời gian mà Thượng tọa thấy là cần thiết. Còn ta đã nghe đoạn này rất nhiều lần rồi, nên không nhất thiết là mình phải đọc lại bất kỳ giờ, để có thời giờ còn lại chúng ta cho phần thảo luận của chư tăng. Thì được, xin mời cô Tường Mẫn cho phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng tọa Pháp Tân về giảng sư ở trong ngày, gửi đến quý vị Phật tử lời trình bày rộng rãi về ý nghĩa của bài kinh này. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, sau đây con xin đọc cho bài chánh kinh.
Dạ, xin Sít Phong Lan Quang Hỷ bót bài dùm cho Sít Tường Mẫn ạ. Không biết cái đường nét còn. Con sẽ đọc trong email. Dạ, con xin sám hối, con sẽ tiếp tục đọc bài kinh, bài chánh kinh. Một trăm kinh Sangha Rawa Sutta. Cảm ơn Sít Tha Hoa Nguyệt. Dạ. Sangha Rawa là một thanh niên, Bà La Môn trí thức. Vị này đến gặp Đức Phật hỏi về sự tuyên bố chứng đạo của một số các vị giáo chủ. Đức Phật dạy về sự tuyên bố cụ sở chứng của bốn hạng người. 990. Lòng tịnh tính của người này tạo nên sự bất mãn của người kia. Sangha Rawa tình cờ nghe người chị dâu là Thana và trong lúc thẳng thốt nói lên lời đảnh lễ Đức Phật ban đầu thì Sangha Rawa phẫn nộ, nhưng từ đó là đi tìm gặp Đức Phật. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala với đại chúng tỳ kheo. Lúc bấy giờ một nữ Bà La Môn tên Thanajani trú ở Kandalakappa có lòng tín thành Pháp và Tăng. Rồi nữ Bà La Môn Thanajani sau khi bị trật chân thốt lên ba lần cảm hứng ngữ đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ một thanh niên Bà La Môn tên Sangha Rawa chú ở Kandakappa tinh thông ba tập vệ đà với từ dựng lễ nghi ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện thông hiểu từ ngữ và văn phạm. Thông hiểu thuận thể, luận và đại nhân tướng. Thanh niên Bà La Môn Sangha Rawa nữ nghe nữ Bà La Môn Đa Nàng Giá nói như vậy sau khi nghe liền nói với nữ Bà La Môn Đa Nàng Giá Ni. Nữ Bà La Môn Đa Nàng Giá Ni này thật là hạ liệt. Nữ Bà La Môn Đa Nàng Giá Ni này thật là suy đồi, vì rằng trong khi các Bà La Môn đang còn sống lại nói lời ta thay Sa Môn trập đầu ấy. Này hiền giả thân mến, có phải hiền giả chưa biết đến giới đức và tuệ đức của Như Lai? Này hiền giả thân mến, nếu hiền giả biết đến giới đức và tuệ đức của Như Lai, tôi nghĩ rằng, này hiền giả thân mến, hiền giả sẽ không nghĩ rằng Thế Tôn đáng bị mà lị, đáng bị mắng nhiếc. Vậy thưa bà, khi nào Sa Môn Gotama đến tại Chandalakappa, bà hãy báo tin cho tôi biết. Thưa vâng hiền giả. Nữ Bà La Môn Thanajani vâng đáp thanh niên Bà La Môn Sangha Rawa. Rồi Thế Tôn tiếp tục du hành trong nước Kosala và đến Chandalakappa. Tại đây Thế Tôn trú tại Chandalakappa trong rừng xoài của Bà La Môn của bộ tộc Tô Đề Doanh. Nữ Bà La Môn Thanajani được nghe Thế Tôn đã đến Chandalakappa trú tại Chandalakappa trong rừng xoài của các Bà La Môn của bộ tộc Tô Đế Giá. Rồi nữ Bà La Môn Thanajani
đi đến thanh niên Bà La Môn Sangharawa. Sau khi đến với thanh niên Bà La Môn Sangharawa, này hiền giả thân mến, bậc Thế Tôn ấy đã đến Chandalakappa, trú tại Chandalakappa trong rừng xoài của các vị Bà La Môn của bộ tộc Đồ Deva. Này hiền giả thân mến, nay hiền giả làm những gì mà hiền giả nghĩ là hợp thời, thưa bà? Vâng, bốn hạng sa môn tự nhận và chứng đạo. 991, dạ con xin sám hối. 991, bốn hạng sa môn tự nhận là chứng đạo. Đa số những người tuyên bố mình là người nắm được chân lý vốn dựa lên những cơ sở yếu thực nghiệm, thực chứng. Thanh niên Bà La Môn Sangharawa vân đáp nữ Bà La Môn Thanan Yani, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Bà La Môn Sangharawa bạch Thế Tôn: Thưa Thế, thưa Tôn giả Gotama, có một số sa môn Bà La Môn tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh, họ đã chứng đạt được ngay trong hiện tại thông ký và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí. Abhinnawe Sanaparamipatta, Tôn giả Gotama là thế nào đối với các vị ấy? Này Thara Dwaya, ta nói rằng có sự khai thác giữa những vị tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh, họ đã chứng đạt được ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí. Này Tharadoya, có một số sa môn Bà La Môn theo tin đồn hay truyền thống, do tin đồn hay truyền thống, họ tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh, họ đã chứng đạt được ngay trong hiện tại thông trí với cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, như các Bà La Môn hiểu ba tập Huệ Đạt. Nhưng này, Tharadoya, có một số sa môn Bà La Môn hoàn toàn chỉ do lòng tin, tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, như các nhà lý luận, các nhà suy tư. Này, Tharadoya, có một số sa môn Bà La Môn đối với các pháp từ trước chưa từng nghe được, chưa từng được nghe, tự mình chứng trí hoàn toàn pháp ấy, tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh, do đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bị ngạn nhờ thượng trí. Ở đây này, Tharadoya, các vị sa môn Bà La Môn ấy đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, tự mình chứng trí hoàn toàn pháp ấy, tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh, họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh biển nhờ thượng trí. Ta là một trong những vị ấy này, Tharadoya. Ông cần phải hiểu theo nghĩa như vậy. Các vị sa môn Bà La Môn ấy đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, tự mình chứng trí hoàn toàn pháp ấy, tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí. Ta là một trong những vị ấy. Và con sẽ đọc đến 992, hành trình của Đức Phật. Cuộc đời của bậc đạo sư ngay trong kiếp chót vẫn là trang sử của một bậc hướng cầu giải thoát bằng sự thể nghiệm tự thân. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, con đã đến 992, có phải là con đọc đúng không ạ, Bạch Sư và Quý Đạo Tràng? Con chỉ follow theo Phong Lan. Dạ, dạ, cảm ơn Phong Lan. Ở đây này, tha ra đó giá, xưa khi ta chưa thành bậc chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: đời sống tại gia chật hẹp, nhiễm đầy bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như ngoài trời. Thật không dễ gì sống tại gia,
có thể sống đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh. Nay con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thân Từ Bi Quang Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, như vậy là từ mận con đọc tiếp 993, dạ. Sư nói 992, đọc hai đoạn đầu và hai đoạn cuối. Dạ. Dạ, Sa Thú Xích Lan Giao Nguyệt, dạ. Từ Mẫn sẽ tiếp tục theo Phong Lan Bót, dạ. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng, dạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Với tâm định tịnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, như nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta tâm hướng tâm đến lậu tận trí, ta biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật đây là sự diệt khổ, biết như thật là con đường đưa đến diệt khổ, biết như thật đây là những lậu hoặc, biết như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, biết thật đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi lục dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu đối với tự thân. Đã giải thoát như vậy, ta khởi lên sự hiểu biết. Ta đã giải thoát, ta đã biết sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này Tha Ra Đo Giá, đó là mình minh thứ ba mà ta đã chứng được trong canh cuối. Vô minh diệt, minh sanh ám diệt, ánh sáng sanh do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn Sằng Gác Ra Qua Bạch Thế Tôn, thật sự, sự tinh cần của tôn giả Gotama là trung kiên. Atita, thật sự, sự tinh cần của tôn giả Gotama là sự tinh cần của các bậc chân nhân. Sắp Purisa, một bậc như là A-la-hán, chánh đẳng giác. 993, một câu trả lời khác hơn kỳ vọng từ hỏi. Thưa tôn giả Gotama, có các chư thiên không? Này Tha Ra Đo Giá, ta được biết một cách chắc chắn có chư thiên. Nhưng vì sao, thưa tôn giả Gotama, khi được hỏi các chư thiên không, lại hỏi này Tha Ra Đo Giá, ta được biết một cách chắc chắn có chư thiên. Sự việc là như vậy, thưa tôn giả Gotama, thì có phải là hư ngôn vọng ngữ không? Này Tha Ra Đo Giá, nếu khi được hỏi có chư thiên không, cần phải đáp có chư thiên, nhưng lại đáp chắc chắn ta được biết có chư thiên. Như vậy một người có trí đi đến kết luận không có gì nghi ngờ nữa là có chư thiên. Nhưng vì sao tôn giả Gotama không giải thích như vậy, như vậy cho con từ khi bắt đầu? Này Tha Ra Đo Giá, như vậy đã được lớn tiếng chấp nhận ở đời, tức là có chư thiên. Nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn Sằng Ga Qua Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, tôn giả Gotama,
Tôn giả Gotama như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường chạy lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, và nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỳ kheo, tăng, mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Hà Dạ. Dạ con kính cung thỉnh sư ạ. Con kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Nam mô Bụt Hà Dạ. Nam mô Bụt Hà Dạ. Nam mô Tham Dạ. Nam mô Sang Khai Dạ. Quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, xin hỏi quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, một lần nữa xin hỏi là quý vị có nghe được không ạ? Quý vị có nghe được không? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe được không ạ? Dạ, nghe nó chậm quá. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Các Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Cha Sư Như Thông. Chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học cái bài học kinh Sangha Ra Quá. Thì nội dung của bài kinh này là nói cái tên của một vị một thanh niên Bà La Môn. Được biết thanh niên Bà La Môn này là một cái người trí thức và thông cái bộ Veda theo cái truyền thống của Bà La Môn giáo người Ấn Độ. Thì câu chuyện được biết là có một nữ Bà La Môn tên là Thananchani, nữ như là quy ngưỡng Đức Phật, mà té như vậy thì thường niệm đến cái hồng danh của Đức Phật, hiện đến Đức Phật, Pháp và Tăng. Thì khi mà thốt lên cái câu như vậy đó thì đảnh lễ Đức Phật. Thì lúc bấy giờ đó là thanh niên Sangha Ra Quá này đó lại nói nữ Bà La Môn cái người không đáng như vậy, không đáng như vậy, có nghĩa là chê là nữ Bà La Môn này là một cái người hạ liệt. Khi mà nói lên những cái lời tán thán vì Sa Môn Trọc Đầu, tức là nói đến tán thán Đức Phật, thì cái câu chuyện nó được diễn ra đó là khi mà ban đầu thì thanh niên Sangha Ra Quá này đó trách cứ là tại sao lại là tán thán Sa Môn Trọc Đầu, tức là tán Đức Phật, tán thán Đức Phật, lo do rằng niệm cái hồng danh của Đức Phật, tưởng đến cái ân đức của Đức Phật, mà thì nữ Bà La Môn này mới không nói gì. Nhưng mà nếu muốn nói vậy đó
thì hãy đến gặp Đức Phật. Thì sau đó thì nữ Bà La Môn này đã hướng dẫn thanh niên Bà La Môn Sangha Quá Rá này đến để đảnh lễ Đức Phật. Sau khi mà đến thì những lời hỏi, thì lúc bấy giờ đó thanh niên này trú tại trên đó là Cấp Bá đó, thì được biết đó là thanh niên này là một cái người tinh thông các cái môn của những vị Bà La Môn, tức là môn Ba Tập Vệ Đà rồi các cái truyền thống của những vị này. Cho nên là khi mà đến gặp Đức Phật á, thì sau những cái lời chào hỏi rồi đó, thì nữ thanh niên Sangara Wara này đó mới hỏi Đức Phật cái điều như thế này. Trong khi các vị Bà La Môn khác đó, thì ở đây đã có mấy điều. Trong khi các vị Bà La Môn khác đó, tự có những người đó là tự tức là do cái truyền thống, do tin đồn truyền thống, cho nên họ tự nhận họ là căn cái phạm hạnh, họ chứng đạt ở trong hiện tại. Thì ở đây đó, nhiều khi chúng ta thấy rằng có những cái truyền thống mà cứ nghĩ rằng cái vị đó đó là cái người mà chứng đạt, và bản thân của vị đó cũng nghĩ rằng mình là chứng đạt do truyền thống. Do truyền thống, ví dụ như là đạo Bà La Môn thì những người mà có những vị mà thờ thần lửa, rồi có những vị mà tu theo cái truyền thống của họ, mà họ cứ nghĩ tự họ là những cái người mà chứng đạt một cái gì đó, sở có được một cái sở chứng gì đó, thì nó có một cái người như vậy. Và thì những vị này đó thì do cái tin đồn đó là tự nhận mình đó là cái người mà căn bản về phạm hạnh, cho nên ở hiện tại đó thì họ tinh thông về thượng trí, rồi họ tinh thông về ba cái môn Vệ Đà. Rồi cái người thứ hai đó là ở đây đó là có những vị Bà La Môn á, thì hoàn toàn do cái lòng tin. Họ tự lòng tin rồi họ tự nhận bản thân của họ chứng. Bởi vì sao? Ở đây đó là họ tin ở trong những cái gì truyền thống của họ, kinh điển của họ, lời dạy của họ. Rồi họ tự tin, tự nhận họ là cái người mà thành tựu được cái gì đó. Thì đây là cái hạng người thứ hai. Và trong hiện tại thì đó là hạng người thứ hai. Rồi cái hạng người thứ ba thì Đức Phật ở đây nói là có một cái số Bà La Môn á, thì đối với các pháp á, từ trước á, chưa từng chứng, nhưng mà nay á, được nghe, được tự mình chứng chi hoàn toàn pháp ấy, rồi tự căn bản nhận rằng là các căn bản phạm hạnh họ đã chứng đạt. Đây là một cái người thứ hai. Và người thứ ba đó thì ở đây đó, Đức Phật ngài nói rằng như vậy nè, này Khoa Ra Đo Chá, các vị Sa Môn Bà Môn đối với các pháp từ trước chưa được từng chứng, chưa từng được nghe, tự mình chứng chi hoàn toàn các pháp ấy, tự nhận căn bản về các phạm hạnh họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại, thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ trí, ta là một trong những vị ấy. Có nghĩa là Đức Phật ngài nói là cái hạng người thứ tư đó là hạng người mà từ pháp từ trước chưa từng được nghe và nay đã được nghe, và tự thân tự chứng và tự biết rõ những điều đó, và tự mình chứng hoàn toàn những cái pháp ấy, và tự căn bản về phạm hạnh. Tức là Đức Phật ngài đã tự hiểu được những cái pháp đó, và tự giác ngộ về những pháp đó, và ngài tự chứng ngộ về những pháp đó, và chính Đức Phật ngài là một cái vị hoàn toàn chứng những cái pháp đó. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là khi mà một người mà đưa ra cái suy nghĩ trong cái truyền thống xưa nay, có những người do truyền thống, và có những người do niềm tin, rồi có những người chứng đạt được những cái điều đó do những cái chứng đắc, thì Đức Phật á, là những cái người không phải là do truyền thống,
cũng không phải là do lòng tin, cũng không phải là do lòng tin hoàn toàn, không phải do lòng tin, mà những điều mà những cái pháp mà Đức Phật ngài chứng ngộ đó là tự thân ngài chứng ngộ, và cái pháp này đó là xưa nay chưa từng có người biết được những cái pháp này, và Đức Phật ngài đã giác ngộ về những pháp đó và tự thân ngài chứng ngộ về những pháp đó. Như vậy thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng khi Đức Phật ở trong cuộc đời này nó có những hạng người như vậy, có những hạng người như vậy. Và khi mà chúng thấy được một điều đó là nhiều khi đó là trong trong cái truyền thống xưa nay, rồi là trong cái nhận định tín ngưỡng tôn giáo của chính mình, rồi mình là bác bỏ, giống như cái câu chuyện mà khi nãy mà thanh niên mà nghe một cái nữ bà la môn Farado trái đó, Thanh An Chani, nữ bà la môn Thanh An Chani nói lên những cái lời tán thán Đức Phật á, thì lại quở trách, rồi tại nói là nữ bà la môn là không có đúng, và do vậy đó thì nhưng mà khi mà gặp Đức Phật á, thì thanh niên la môn Sangha Rá Quá này đó mới hỏi Đức Phật về những cái điều mà các cái vị bà la môn xưa nay như vậy tự cho mình là cái người chứng đạt, rồi Đức Phật ngài mới nói lên bốn cái trường hợp của bốn hạng người như vậy. Thì ở đây đó chúng ta thấy thì trong cái nội dung của bài kinh này đó thì Đức Phật ngài mới nói rằng ngài nhắc lại đó là lúc mà khi mà ngài là còn là Bồ Tát á, ở đây đó chúng ta nói khi cả ngài còn là Bồ Tát á, Bồ Tát có nghĩa là lúc mà ngài chưa có giác, chưa có xuất gia, có thể nói là từng kiếp trước rồi cho đến cái kiếp hiện tại mà ngài chưa có giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề đó thì gọi là Bồ Tát. Thì ngài mới nói là khi mà ngài là còn Bồ Tát đó thì ngài mới nhận thấy có một suy nghĩ là đời sống tại gia rất là chật hẹp, rất là chật hẹp, rất là nhiễm đầy bởi bụi đời, cho nên là ngài muốn có một cái đời sống xuất gia, và vì vậy cho nên là ngài mới đi xuất gia. Ngài nhắc cái chuyện là ngài bắt đầu đi xuất gia rồi từ bỏ hoàng cung cho đến khi mà ngài gặp hai cái vị đạo sư mà chúng ta thường được biết đó, đó là cái vị đạo sư, hai vị đạo sư Alama Uddaka đó, hai cái vị đó. Thì khi mà Đức Phật ngài đi xuất gia như vậy thì ngài mới cạo bỏ râu tóc để thấy rằng là ngài mới xuất gia đời sống không gia đình. Rồi ngài mới kể rằng là sau một thời gian đó là ngài mới có suy nghĩ là lúc mà ta còn trẻ đó, thiếu niên đen nhánh, tức là tóc đen nhánh, đầy đủ khí huyết, tuổi thanh xuân. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nhìn lại cái quãng đời đó, nhìn lại cái quãng đời đó khi mà mình còn trẻ đó thì rõ ràng là mắt thì sáng nè, tóc chúng ta thì đen nè, không có bạc nè, rồi lưng chúng ta không có còng nè, da chúng ta thẳng nè, không có dùng nè, không có nhăn nè, rồi mắt chúng ta sáng nè, thì tất cả đó là những biểu hiện những cái tuổi trẻ, tuổi thanh xuân á, thì chúng ta có những điều đó. Và khi mà chúng ta nghĩ lại á, trong cái đời sống này đó thì đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ già. Đức Phật ngài cũng nghĩ rằng là rồi đây đó, rồi tóc của chúng ta nó không còn đen nữa, cuộc đời đó thì chúng ta cũng phải không còn trẻ nữa. Rồi chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ già rồi cũng sẽ chết. Và chính vì vậy á, cho nên Đức Phật ngài mới nghĩ điều đó. Giống như chúng ta thấy rằng cái câu chuyện mà Đức Phật ngài đi dạo bốn cửa thầm, rồi ngài thấy cái cảnh mà sanh lão tử tăng đó, thấy một cái vị tăng, rồi thấy một cái bé sơ sinh, rồi thấy một người già, rồi thấy một xác chết, thấy cái hình ảnh đó mà đối với bậc đó, thì ngài thấy những cái cảnh đó thì ngài tự động
sanh cái lòng mà chán nản, sanh cái lòng mà nhàm chán thế gian. Cho nên Ngài tìm cái đường xuất gia. Và khi mà Ngài xuất gia như vậy đó thì Ngài bắt đầu cuộc hành trình để đi mà đi tầm đạo. Rồi chúng ta thấy rằng Ngài cũng trải qua cái thời gian khổ hạnh. Cho nên là trong cái bài kinh mà chuyển pháp luân, hoặc là dài trong cái bài kinh đây đó đó, thì ta nghe cái chuyện mà Đức Phật ngài mới nói rằng là khi mà Ngài thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như là nên từ bỏ hai cái cực đoan. Một cái cực đoan nó là khổ hạnh, một cái cực đoan nó là lợi dưỡng. Bởi vì trước đó đó, cái nói về trong kinh có một cái bài kinh mô tả Đức Phật là Ngài nói đệ nhất về lợi dưỡng thì Ngài cũng là người lợi dưỡng, đệ nhất về khổ hạnh thì Ngài cũng là người khổ hạnh. Là như vậy. Lợi dưỡng có nghĩa là lúc mà ở trong hoàng cung á, Ngài là một vị thái tử á, thì có lẽ là Ngài cũng là một cái vị mà hưởng nhiều cái dục lạc trong cuộc đời này. Bởi vì là một vị hoàng tử, một vị đông cung hoàng tử. Và do vậy đó thì cái dục lạc, cái hưởng thụ dục lạc trong cuộc đời này, trong kinh mô tả là vua cha xây cất cho Ngài cái ba cái tòa lâu đài. Và mỗi một cái tòa lâu đài nó thích hợp, thích nghi cho một cái mùa nóng, mùa mưa và mùa lạnh. Có ba mùa như vậy. Và Ngài hưởng thụ đầy đủ cái dục lạc, đầy đủ những sự hữu đối với là một cái vị đông cung thái tử, hoàng tử. Và khi mà Ngài xuất gia như vậy thì Ngài cũng trải qua, chúng ta được nghe lịch sử thì Ngài đã trải qua 6 năm khổ hạnh. Vậy về khổ hạnh là đệ nhất về khổ hạnh. Tức là theo cái truyền thống của người Ấn Độ xưa kia và truyền thống của Bà La Môn giáo, thì Ngài cũng là một người trải qua cái đường lướt tu khổ hạnh. Và khi mà Ngài giác ngộ với cội cây Bồ Đề đó, thì Ngài mới là khuyến khích, Ngài mới hướng dẫn cho, dạy cho năm anh em Kiều Trần Như là nên từ bỏ hai cực đoan. Tức là từ bỏ Kamasukhandikanukoyoga, đó là một cái cực đoan. Cái thứ hai nữa là khổ hạnh Attakilamathanuyoga, tức là hai một cái cực đoan thứ hai nữa đó là khổ hạnh. Và nên đi cái con đường trung đạo, tức là nên thực hành cái con đường trung đạo, tức là con đường trung dung. Nó không có khiên về khổ hạnh và nó cũng không thiên về lợi dưỡng. Thì ở đây nhắc lại cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài đã đi mà tầm đạo rồi gặp được hai cái vị đạo sư tên là Alama Bồ Đắc Ca, Alama Kalama đó. Thì Ngài đến đó để mà Ngài học đạo. Thì cái vị này đó là được biết là chính cái thiền vô sắc, cái tầng thiền thứ ba của vô sắc ấy. Và Đức Phật đã đến đó để mà thực hành. Thì chúng ta thấy rằng là Ngài cũng trải qua, mà muốn để mà cái thiền mà gọi là thiền vô sắc ấy, thì trước tiên đó là cái vị đó phải chứng thiền sắc giới. Và chúng ta được biết đó là khi mà còn là thái tử đó, chúng tôi có nhớ rằng lúc mà còn mới có 7 tuổi thôi, nhân một cái lễ hạ điền đó, rồi những cái tỳ nữ, những cái người cung phi mỹ nữ, rồi những cái người mà họ kiệu Ngài ra ngoài đồng nhân một cái lễ hạ điền đó, mà Ngài ngồi dưới gốc cây trăm mà Ngài chứng sơ thiền đó, thì chúng ta thấy rằng để mà chứng cái thiền vô sắc á, cái vị đó cũng phải trải qua cái thiền sắc giới, tức là qua cái trình độ của thiền sắc giới. Tức là chứng sơ thiền của sắc giới, nhị thiền của sắc giới, tam thiền của sắc giới và tứ thiền của sắc giới. Rồi sau đó mới là chứng thiền vô sắc. Chứng thiền vô sắc. Thì cái vị mà Alama Kalama này đó, Alara Kalama này đó, là một cái vị mà chứng cái thiền thứ ba của thiền vô sắc. Thiền vô sắc. Và Đức Phật đã đến đó để học cùng với hai này, vị vị này. Và sau một thời gian thì vị này, Đức Phật Ngài cũng đã đạt được một cái trình độ tương đương. Và Đức Phật lại đi gặp một cái vị nữa là Uddaka đó. Thì ở đây đó là Đức Phật Ngài cũng học nơi cái vị này và được truyền thụ ở nơi tự nơi này.
Khi đó thì Ngài cũng là chứng đạt được như vậy. Thì đây là kể cái chuyện mà trình tự đối với là một Đức Phật đã trải qua cái con đường tu tập của Ngài. Như vậy thì khi mà Ngài đến cái vị đạo sư mà Uddaka này đó, thì Ngài chứng cái thiền mà phi phi tưởng xứ, tức là thiền của vô sắc, một cái tầng thiền cuối cùng của thiền vô sắc, đạt đến một cái trình độ phi phi tưởng xứ. Và lúc bấy giờ thì cả hai vị đạo sư này đó thì nghĩ là cái trình độ của Đức Phật là cũng của Đức Phật lúc bấy giờ đó, khi còn ngồi Bồ Tát đấy, thì là một cái vị mà có tương đương như mình, tương đương như mình. Và bấy giờ thì Đức Phật Ngài cũng không thấy đó là cái sự thỏa mãn, và không có thể nào mà giống như là cứu cánh được. Vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài rời cái chỗ đó, rời cái chỗ đó để Ngài tiếp tục cho cái đường hướng tu hành của chính Ngài. Thì đây là kể cái lộ trình tu tập của một vị mà như Đức Phật Ngài đã từng trải qua như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà ở một cái đoạn kinh này thì Đức Phật Ngài nói rằng này Paradocha, sau khi ăn thực thô và sức lực trở lại, ta ly dục, ly ác, bất thiện pháp và chứng và trú thiền thứ. Ở đây là quay trở lại là khi mà Đức Phật Ngài nói là Ngài từ bỏ cái con đường khổ hạnh rồi. Ngài từ bỏ cái con đường khổ hạnh rồi. Ngài bắt đầu là Ngài chứng cái thiền gọi là ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm, có tứ. Có tầm, có tứ. Ở đây chúng ta thấy rằng cái nội tâm thì phải nói rằng là cái nội tâm thì luôn luôn có một cái sự chướng ngại của những cái pháp triền cái, của phiền não. Và do vậy đó thì cái chướng ngại của phiền não lớn nhất đó là phiền não. Chướng ngại. Và vì vậy đó cho nên là khi Ngài với một cái tâm ly dục, ly ác, bất thiện pháp, lúc đó nó tâm không nghĩ về dục và tâm không có nghĩ đến điều mà bất thiện từ tham sân si, thì lúc đó nó được diệt trừ, thì Ngài mới chứng cái thiền thứ nhất. Chứng cái thiền thứ nhất. Mà ở đây đó chúng ta thấy rằng trong cái hệ thiền đó, thì có 5 cái chi thiền. Và 5 chi thiền này nó tương ứng với lại 5 cái pháp triền cái. 5 cái pháp triền cái. 5 chi thiền là tầm, chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc và chi định. Và chi tầm thì nó sẽ đối trị với lại cái pháp hôn trầm. Pháp hôn trầm. Chi tầm nó sẽ đối trị với pháp hôn trầm. Mà tầm ở đây đó là giống như là sự hướng đến, sự hướng đến. Chi tứ là cái bám sát đó, bám sát vào cái đề mục, bám sát vào cái đề mục. Thì cái chi tầm á là nó đối trị với cái hôn trầm. Ví dụ như hôn trầm là một cái trạng thái mệt mỏi, giả dội, buồn ngủ và tâm không có định tĩnh, làm cho một cái sự mà nó mê mờ đó, nó không có rõ ràng. Đó là dạng một trạng thái là mình buồn ngủ mà không nhận rõ được cái đề mục mà mình đang theo dõi. Lúc đó nó trạng thái nó mờ mờ, nó không được minh định sáng suốt rõ ràng, mình thấy buồn ngủ giả dội như vậy đó. Thì cái chi tầm nó sanh khởi lên đó, là nó diệt cái đó, nó diệt đi cái sự hôn trầm. Thí dụ như mình bình thường á, nếu mà mình làm việc thôi nhưng mà mình hả mệt á, vô nằm á, thì nó ngủ. Mà chúng ta ngồi thiền như vậy, hơi một lúc mà nó lặng, nó im, nó không có hoạt động của các cái tứ chi của mình thì bắt đầu nó dễ sinh cái buồn ngủ. Dễ sinh buồn ngủ, đó là một trạng thái của hôn trầm. Và khi mà mình buồn ngủ như vậy đó thì mình không có nhận rõ được cái đề mục của mình theo dõi. Cái người buồn ngủ nó khác, còn cái người định tâm nó khác. Cái người định tâm khác. Cái người buồn ngủ thì không có định tâm, không phải định tâm, mà buồn ngủ nó không nhận rõ được cái đề mục mà mình đang theo dõi.
cho nên nó rơi vào một cái trạng thái mà nó hôn trầm. Và vì vậy cho nên là cái chi tầm nó sanh khởi lên là để diệt, để hôn trầm. Chi tứ thì nó lại diệt được cái hoài nghi, tức là nó bám sát vào cái đề mục, nó bám sát vào cái đề mục. Ví dụ như là trong lòng của mình, có khi trong tâm của mình là mình hành thiền, nhưng mà rồi đó là có những cái lúc mình phân vân, chính ngay cả cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, hoặc là mình phân vân, mình không có xác định một cách rõ ràng ở trong cái đề mục mình đang tu tập. Mình đang tu tập, mình không có xác định một cách rõ ràng, không có một xác tính một cách rõ ràng. Nó là một trạng thái phân vân lưỡng lự, không biết như thế nào. Thì cái hoài nghi nó sanh lên, nó làm cho mình không có quyết đoán cho một cái gì, cái đề mục mà mình đang theo dõi. Nó là một trở ngại. Và vì vậy cái tứ nó sanh khởi lên là để diệt được cái hoài nghi đó. Diệt được hoài nghi. Chi hỷ nó sanh khởi lên là để diệt được cái sân độc. Chúng ta thấy cái bản chất của người phàm thì thường có những cái sân hận, cái bực bội, cái khó chịu. Sân hận ở đây không phải là những cái sân hận mà mình nói lớn không. Không phải là những cái mà mình nói là tôi giận lên rồi tôi đùng đùng, hay là tôi mắng nhiếc, tôi đánh đập, hay tôi chửi bới ai không. Không phải như vậy hoàn toàn. Mà cái sân hận ở đây là một cái trạng thái mà mình cảm thấy nó là khó chịu, không hài lòng. Thì đó là một cái trạng thái nó đã là sân hận này. Và cái chi hỷ ở đây nó sanh khởi lên để nó đối trị với lại một cái trạng thái là khó chịu, bực bội ở trong nội lòng. Bực bội ở trong nội lòng. Và chi lạc á, thì nó sẽ đối trị với lại cái trào cử. Trào cử. Trào cử là cái trạng thái mà nó phóng dật, nó nhớ lại những cái trạng thái mà mình không hài lòng, ưa thích, ghét bỏ hay là cái gì đó mà làm cho cái nội lòng của mình nó không có định tĩnh, yên tĩnh được. Và cái chi định thì sẽ đối trị với lại cái tham dục. Tức là lúc bấy giờ định sanh khởi lên thì làm cho cái tham dục nó được lắng dịu, lắng dịu, lắng dịu đi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với lại Đức Phật Ngài mô tả ở đây, khi đạt được, Ngài trở lại cái trạng thái mà dùng được các cái vật thực rồi đó, thì Ngài đứng thiền, chứng cái trạng thái sơ thiền, nhị thiền, sơ thiền. Một trạng thái hỷ lạc do ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm có tứ, hay là diệt tầm diệt tứ, ta chứng thiền thứ hai, hay là ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm trú lạc, chứng và trú thiền thứ ba. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng với một cái chỗ này chắc một lát nữa là để chư tôn đức trưởng lão sẽ bàn sâu rộng thêm để chúng ta hiểu. Gọi là thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm trú lạc, lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Với tâm định tĩnh thuần tịnh, cấu quế, không cấu quế, không phiền não, nhu nhiến và sử dụng dễ, vững chắc, bình tĩnh như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là đối với một vị hành giả, là chính Đức Phật Ngài mô tả về cái điều mà Ngài đã tự thân chứng những điều đó. Khác với lại ba cái hạng người trước đó là do truyền thống, là do lòng tin hay là do một cái gì đó. Còn chính Đức Phật là Ngài đã tự thân chứng ngộ về những điều đó. Và các pháp từ trước tới nay chưa được tuyên bố, Đức Phật tuyên bố. Và Đức Phật tự thân chứng được những cái điều mà từ trước tới nay chưa ai từng chứng được điều đó. Như vậy thì đây là cái điều mà khi mà Đức Phật Ngài nói Ngài chứng đạt như vậy đó, thành tựu như vậy đó, tự thân tự chứng như vậy đó, thì khi nghe nói vậy, thanh niên Sangha Rá Quá này đó
mới thật sự tinh cần, mới là nói là Thế Tôn á, Tôn giả Gotama là trung kiên, hay là Đức Phật là một vị đáng tôn kính, đáng tôn kính. Thì lúc bấy giờ đó là thanh niên Đức Phật ngài thưa Tôn giả Gotama, có các chư thiên không? Lúc bấy giờ thì thanh niên này mới hỏi, thanh niên Bà La Môn này, Sangha Quá Rá này mới hỏi Đức Phật là có chư thiên không? Thì Đức Phật ngài mới nói này, Pararocha, ta được biết một cách chắc chắn có chư thiên. Đức Phật ngài mới nói là ta biết được biết một cách chắc chắn có chư thiên. Nhưng vì sao thưa Tôn giả Gotama, khi được hỏi các vị chư thiên, có các vị chư thiên lại nói rằng này Pararocha, ta được biết một cách chắc chắn có chư thiên. Sự việc là như vậy, thưa Tôn giả Gotama, có phải là hư ngôn vọng ngôn công? Này Pararocha, nếu khi được hỏi có chư thiên không, cần phải đáp có chư thiên, nhưng lại đáp chắc chắn được biết có chư. Như vậy, một người có trí đi đến kết luận không có gì nghi ngờ nữa là có chư thiên. Có nghĩa là chính Đức Phật ngài khẳng định là có chư thiên. Và chính Đức Phật ngài biết được những điều đó, mọi cái giống như là mọi cái sự hình thành, cái hoạt động của các chư thiên. Có nghĩa là cái chứng về cái thế giới, chứng về cái thế giới. Cái thế giới mà chư thiên, và Đức Phật ngài còn biết luôn cả cái thế giới chư thiên là như vậy, là như vậy. Và này Pararocha, như vậy đã được lớn tiếng chấp nhận ở đời, tức là có chư thiên. Thì lúc bấy giờ đó thanh niên Pararocha mới tán thán Đức Phật là thật di diệu, Tôn giả Gotama thật di diệu thai. Và đứng lên ngồi xuống phơi bày những cái lời hướng đến với Đức Thế Tôn. Thì ở đây đó là cái câu chuyện nhắc đến khi mà thanh niên nó, cái bài kinh hôm nay thì cũng gọn, không có gì nói lên khi mà thanh niên Sangha Quá Rá này đó, ban đầu á thì có lẽ là không hài lòng về cái việc mà nữ Bà La Môn Thanh An Chân Ý đảnh lễ rồi nói lên những lời tán thán Đức Phật. Rồi sau đó thì gặp Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới nói lên bốn cái hạng người, do truyền thống, do lòng tin, do gì đó. Rồi cuối cùng thì Đức Phật ngài nói là có hạng người thứ tư đó, là người tự chứng và tự biết những cái điều mà giác ngộ. Chính Đức Phật là ngài những điều đó. Rồi ngài kể lại là cái cuộc hành trình của ngài tu tập từ khi mà ngài là còn là Bồ Tát, và tuổi thì còn trẻ và tóc thì đen nhánh, và đến khi tuổi già thì ngài nghĩ đến những điều đó và ngài thấy là cái đời sống của người cư sĩ thì nó bẩn chật, và do đó thì ngài mới có một cái đời sống xuất gia. Và khi mà xuất gia như vậy thì ngài đã trải qua những cái quãng đời. Chúng ta thấy rằng khi còn ở hoàng cung thì ngài là một cái người đệ nhất về tự lợi dưỡng. Nhưng mà khi đến mà khi mà ngài xuất gia rồi, ngài có những cái năm khổ hạnh, thì ngài nói ngài cũng là đệ nhất về khổ hạnh, trải qua như vậy. Và sau đó thì ngài đã đi đến để hành thiền, rồi gặp hai cái vị đạo sư đó. Và chúng ta thấy rằng mô tả về các cái thiền chứng, từ ở cái chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, chứng tam thiền, chứng tứ thiền và bốn cái thiền vô sắc, thì bốn cái hạng người khi mà Đức Phật ngài trải qua như vậy đó, để ngài nói rằng chính cái điều mà ngài tự tâm thực chứng những điều đó để trở thành một vị chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này. Và khi mà cái cuối cùng á thì thanh niên Sangha Quá Rá này mới hỏi Đức Phật là có chư thiên hay không, thì Đức Phật ngài mới nói là chắc chắn điều đó là có. Bởi vì những vị chư thiên
Ở đây phải nói rằng là có những điều đó là bởi vì chính Đức Phật Ngài giác ngộ về những điều đó. Những chúng sanh mà hình thành thành chư thiên và tự Đức Phật Ngài giác ngộ biết được những điều đó, có những vị chư thiên như vậy. Thì trong nội dung của bài kinh như vậy. Và sau cùng thì thanh niên Phararocha, xin lỗi, thanh niên Sangawara này đã quy y Đức Phật, trở thành một vị đệ tử của Đức Phật sau này. Chúng tôi xin giảng đến đây, sẽ dành thời gian còn lại để chư tiên, chư tăng bàn thảo luận rộng sâu thêm, để chúng ta được lợi ích thêm. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thủ kính trường thượng tọa Pháp Tình, kính bạch thượng tọa Tiểu Siêu, không biết là thượng tọa có trước máy và thượng tọa có khỏe không? Nếu thượng tọa Tiểu Siêu có thể trả lời được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Tiểu Siêu, thượng tọa có ở trước máy không? Dường như thượng tọa Tiểu Siêu không có mặt ở trước máy. Thượng tọa Tư Quyền, hôm nay cái nick của thượng tọa Tư Quyền màu đen rồi, không có, mình không thấy thượng tọa Tư Quyền. Thượng tọa Tư Quyền có nghe không vậy? Một lần nữa xin hỏi thượng tọa Tư Quyền, thượng tọa có nghe được không? Dạ, thượng tọa Tư Quyền. Chúng ta thấy sau khi Đức Phật cài viên được Niết Bàn đó, thì có cái sự việc là có nhiều kinh sách nói là vị tổ này, vị tổ kia ngộ đạo. Và ngay cả ngày hôm nay thì cũng có những vị họ nói rằng vị thiền sư này là A-la-hán, vị kia là vị đã giác ngộ giải thoát. Thì những cái khẳng định như vậy đó, nếu dựa trên cái nhìn của Tam Tạng Bali thì chúng ta nói thế nào? Xin kính thỉnh thưa đạo tư quyền. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sam Khai Giá. Giờ thưa để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, chúng tôi giác đẳng, chúng tôi Pháp Tân, chúng tôi minh hành đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và kính chào đại đức tổ tri. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng là chúng ta đọc kinh văn, chúng ta mới thấy được chính Đức Phật Ngài xác lập nguyện mình đã giác ngộ. Và trên thực chứng đó, xuyên qua một quy trình chứng đắc rõ ràng, một cách tiến bậc rõ ràng và lộ ly một cách rõ ràng, chứ không phải là tự Ngài ngồi 6 năm rừng già rồi thế là ta đã chứng đạo chứng quả như vậy. Mà đó chính là một con đường căn bản vô cùng lớn mà Đức Phật Ngài tuyên bố trong đoạn kinh hôm nay cũng như ở nhiều đoạn kinh khác. Sự chứng đắc của Ngài là một thực chứng xuyên qua kinh nghiệm của tự thân trên con đường tầm cầu chân lý giải thoát. Ngày hôm nay chúng ta gặp rất nhiều người tự xưng mình là Thích Ca tái thế, tự xưng mình là sự truyền thừa từ đời này qua đời kia, tức là để làm đạo cho đời hay hoặc là để cứu thế cứu đời. Phải nói rằng đó là những cái tuyên bố mà nó thiếu căn cứ. Giống một tuyên bố đó nó chỉ một chiều cho chính tự thân mình nhằm mục đích
để tô vẽ nhằm mục đích để cho người khác sợ hãi, để lễ bái, để cúng dường hay để ca tụng. Quả thật, nếu người nào chứng thì không nói, mà nói thì không chứng. Mà người chứng, vừa chứng và vừa nói đó đó, xác lập cho đời đó, thì chỉ có Đức Phật. Đây là một giá trị tuyệt đối. Còn giá trị thứ hai trên kinh đó, Đức Phật này không có đặt ra trên một quy trình ai tu bao năm người ấy sẽ chứng đắc từng cấp, từng thánh này, từng tiền nọ, là không có. Mà Ngài chỉ nói rằng ai thí dụ như bây giờ ly dục trí ác bất thiền pháp chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc cho ly dục sanh, đó là chính Ngài xác định rõ như vậy về các tầng thiền. Hay người nào diệt trừ tha thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, người ấy không còn khổ đau sinh tử quá bảy kiếp, chứng đắc tu đầu quần. Trong một quá trình đoạn khổ diệt khổ, xuyên qua tự thân chứng đắc. Và nếu như mà người mà có sự chứng đắc á, thì người ta không tự xưng. Tại sao vậy? Không tự xưng, người biết tại sao không? Một điều pháp hỷ rất là lớn lao trong lòng họ. Đối với một vị tu đầu quần, tuy là còn phiền não, nhưng điều mà có những cái phiền não đó, nó không để lại cho chủng tử tái tục vào các cõi khổ, hay là chủng tử tái tục một cách tham đắm mê say như chúng sinh phàm phu khác. Đã lọt vào dòng thánh thì người ấy không bao giờ tự mãn, không bao giờ có một cái tâm để so sánh với người, hay là tự tuyên bố ta là như thế này, ta là như thế kia. Mà quý vị có biết, chính đây thở xa xưa, trong đại giới của Phật, một trong những giới trọng đặc biệt đó chính là không tự mình khoe pháp bậc cao nhất. Kinh văn nguyên thủy có dạy như vậy. Còn nếu như ai mà khoe pháp bậc cao nhân là mình chứng thiền, chứng thành Phật như thế này thế kia, thì kính thưa quý vị, đó tức là tà sư ngoại đạo. Có một số người ngồi mới so sánh, ở vị này chứng tu đầu quần, vị kia chứng a na hàm, vị kia chứng coi như là tam minh lục thông, có thể biết cái này, có thể biết cái kia. Mà ở một số trường thiền đã xác lập như vậy, thì cái điều này thời ta mà nói dựa trên kinh văn thì bỏ tay. Pháp mà Đức Phật liễu tri một cách tường tận, một cách viên mãn, nhờ trí tuệ của tự thân tu tập từ trong vô lượng kiếp trong quá khứ thực hành pháp độ, và giờ này nó chín mùi. Cái cuộc đời của Đức Phật là một cuộc đời mà xuyên qua, kinh qua những niềm đau nỗi khổ, những cái vui cái buồn, và từ đó Ngài buông bỏ tất cả để an lập vào cái giá trị chân chánh giải thoát, thoát khỏi cái sự khổ đau sinh tử trong cuộc đời. Chứ không phải là ngồi lâu rồi xác lập mình là ông Phật, hay là thấy người ta lễ lễ bái bái, tự cho mình là cao thượng, tự cho mình là hay, tự cho mình là tốt, cái mình tự xưng. Nó cái chuyện hết sức là tào lao, hết sức là tầm bậy. Ngày hôm nay trên phương tiện truyền thông hay có một số người mà do họ có cái hữu duyên với cái người đó, nghe quý vị, người ta nói Phật tái thế, cho nên ta nghe ầm ầm đùng đùng ở trên này. Tại vì nó có cái duyên, nó có cái nghiệp với nhau, nó có cái chủng tức là chủng hợp với nhau á, cho nên họ gặp nhau. Nhưng điều mà để gọi là hỏi rằng người đó là bậc thánh có phải không? Dạ không phải, người đó cũng là những người phàm phu. Nhưng họ có một cái, họ có một những cái biệt tài, hay có những cái phước đặc biệt như thế thôi, chứ không phải là mình chứng đạo. Thì theo tinh thần kinh điển Tam Tạng thì là xác lập trên tinh thần thí dụ như vị tu đầu quần là diệt trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, vị a nam giảm nhẹ dục ác và sân a na hàm sẽ đoạn ái. Thì ở đây chính là giá trị có xác lập như vậy, chứ không có ở đây coi như là tu tới cái bao nhiêu năm này chứng đắc từng thiền này, và người đó chính là Phật, hay là
này thế kia thì không có. Có một số vị người ta có thể chứng đắc các tầng thiền, ngay cả tứ thiền, ngũ thông luôn, và chứng thông luôn. Nhưng kính thưa quý vị, họ cũng là phạm phu thôi. Bây giờ ai mà chứng thiền xong mà có thể luyện thông được mà bay trên trời đi dưới nước thì kêu ai là người ta nói, kêu lại, kêu đứng là đứng, kêu ngồi là ngồi, kêu quỳ là quỳ, kêu lại là lại, lại ngay. Họ sẽ làm như ý chúng ta vậy đó. Bởi vì họ cho như vậy đó chính là thánh. Nhưng sự thật trên cái nhìn của Phật Pháp thì cái điều đó cũng chả là cái gì cả, chỉ là chứng đắc thiền là đã đủ rồi. Cho nên một con người mà chứng đắc được, hay mà chứng đắc được thánh đạo thánh quả đó, thì người ấy nó vô cầu, vô sở với những gì của sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc của phàm trần này. Chúng ta xác định rõ như vậy. Những người mà họ vì cái sự yếu kém, vì cái sự ngu si, nếu nói tinh thần của Phật Pháp, vì sự ngu si, cho nên họ tự xưng mình là Phật hay Thích Ca tái thế, hay là thay Phật ngồi tòa đây để nói cho các ngươi nghe, mặc khải cho các ngươi nghe, hay hoặc là ngày hôm nay ta đọc những kinh cổ, ta đọc những cái bài kinh như là mặc khải của Đức Phật từ xưa, bởi đây ta là có cái duyên cho nên được giao tới, thì những người đó là những người đồng tết, là những người tà sư ngoại đạo, và những người đã lợi dụng, đã làm sai lời Phật thuyết. Những ai theo những cái tính đó thì rất là tội nghiệp cho họ. Thầy của họ đã ngu si đau khổ, họ lại càng ngu hơn, lại càng khổ đau hơn, đi từ lầm lạc này đến lầm lạc khác. Có một lần chúng tôi gặp một số người họ theo ngoại đạo, có thể chủ thuyết của ngoại đạo. Thì gần đây có một sư, nó có một diễn viên mới chết. Cái sư đó nói hồi xưa đó, cái cô này cha mẹ ở trong chùa, chùa giúp đỡ cho nuôi lớn thành người, thành nhân như vậy. Bây giờ trước khi chết xong cái đầu bị người ta lôi, người ta kéo qua bên đạo, ở bên Tinh Lành người ta kéo qua, mà xong kêu chúa tưởng cha như vậy vân vân, và thế là đi theo. Giờ phút cuối cùng thì cũng làm theo cái tinh thần của chúa. Thì ấy mới trách nó, sao mà con người sao mà khủng khiếp như vậy. Thì lúc chúng tôi mới nói cái chuyện đó nó rất là bình thường. Cái chuyện nó rất là bình thường, họ thiếu phước, họ thiếu cái duyên, họ bỏ đạo một cái chuyện rất là bình thường, bởi vì họ không thực nghiệm được đạo. Và họ nghe, họ gặp những cái tà sư ngoại đạo nói những cái điều bâng quơ tầm bậy tầm bạ, cho nên họ không thấy được cái điều tốt đẹp, cái vị của Phật Pháp. Cái sự thật của lý của cuộc đời là nó vô thường, nó khổ não, nó vô ngã. Chúng sinh già chết khổ sầu do cái tham ái, do cái đau khổ này. Và ta không biết trước được ta như thế nào và tương lai sẽ ra sao. Đây là những lời Phật dạy như vậy. Cái tinh thần đó, nó mới là lạ. Chúng ta với sự đó không là lạ, mà chính vì sao người ta không hiểu biết. Chính chúng ta đây, đừng có nói rằng kiếp này chúng ta theo Phật đó, nhưng nếu chúng ta không có một cái chánh tri kiến một cách rõ ràng, chưa chắc đời sau chúng ta sinh ra, giả sử như cha mẹ chúng ta là những người ngoại giáo, không phải là Phật đạo Phật, điều chúng ta có đủ duyên để tiếp tục đi trên con đường Phật đạo hay không, hay là chúng ta sanh vào nếu chúng ta có thể sanh lại làm người mà đạo này đạo kia thì chúng ta cũng theo, mà chúng ta không có một cái xác lập được đâu, dễ dàng đâu, mà cái duyên của Phật Pháp đây là chúng ta phải có một chánh tri kiến một cách rõ ràng để chúng ta hiểu biết được, và chúng ta mới có một cái sự gần kề được Phật Pháp. Vì vậy cho nên những ai mà tuyên bố rằng ta là chứng đạo, hay là ta
là người thay Phật ngồi tòa, vân vân, hoặc là được xác lập ở các trường thiền. Chính điều đó chúng ta đều phải xét lại. Đây là không có trong tinh thần kinh điển Phật Pháp đã dạy như vậy. Tu tập được một chút xíu cái xong cái chứng ngộ, cô này, sư này, hoặc là thiện nam này, bây giờ chứng đắc được Tu Đồ Quần, chứng đắc được Tứ Đà Hàm, chứng đắc được A Na Hàm, chứng đắc A La Hán, vân vân. Tất cả những cái điều đó nó là trọng tích. Mà quý vị có biết rằng vì chúng Tu Đồ Quần, chúng ta nói rằng người ta vì ấy chứng Tu Đồ Quần thì ít nhất chúng ta phải chứng Tu Đồ Quần, chúng ta mới hiểu được cái cơ tánh của nhau. Chúng ta chứng Tứ Đà Hàm, chúng ta mới hiểu được cơ tánh của Tứ Đà Hàm. Vì chứng Tu Đồ Quần không hiểu được cơ tánh của Tứ Đà Hàm, nhưng Tứ Đà Hàm hiểu được cơ tánh của Tu Đồ Quần, và nó cứ tiến bậc như thế. Thì ở đây sự xác lập như vậy nó chỉ là một khả ước, mà nó mang tính chế định không đúng đắn. Thì cái bạch thượng tọa, đây là đôi điều mà con trả lời qua cái câu hỏi của thượng tọa như vậy. Nếu có điều gì cần có chút thì cũng kính chúc thượng tọa. Nam mô Phật. Chào thủ cái chân thử tỏa tuyệt quyền. Mà thử tỏa thủy siêu biết thử tỏa có ở trước máy không? Nếu thử tỏa thủy siêu nghe được kính trình thử tỏa cho đáp án của trắc nghiệm số 1. Một lần nữa sẽ được hỏi thử tỏa thủy siêu thử tỏa có nghe được và có trước máy không? Đại Đức Pháp Tính, Đại Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Dạ, thỉnh Đại Đức Pháp Tính cho đáp án câu trắc nghiệm số 1 và mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 1. Đức Thế Tôn kể lại sự thể nghiệm tự thân trên hành trình giác ngộ giải thoát. Điều nào sau đây được ghi lại từ hành trình mà Ngài thuật lại? A. Sự từ bỏ danh vọng tối thượng, dù là ngai vàng, vị giáo chủ. Ngai vàng tức là ngôi vua, địa vị giáo chủ là khi Ngài ở với Uttaka và Alara. Cả hai người đều mời Ngài ra làm giáo chủ. B là sự từ bỏ lợi dưỡng tối thượng, dù là cuộc sống nhung lụa thời trai trẻ. C là sự từ bỏ ái chấp đối với tự thân qua trắc nghiệm khổ hạnh cực điểm. Thì nếu một người mà có thể bỏ danh, bỏ lợi và bỏ tự thân của mình, thì người đó có cần để thẩm sinh là mình là người đắc đạo chứng quả không? Hay là vì nó chỉ nói lời chân thật thôi? Xin mời quý vị trả lời và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ cho đáp án. Nam mô Bụt Tha Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, Nguyên Thông cùng chư tôn đức tăng. Kính chào cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu với câu trắc nghiệm số 1. Câu trắc nghiệm số 1 này nói về Đức Thế Tôn đã kể lại cái sự thể nghiệm tự thân trên cái hành trình giác ngộ giải thoát. Vậy thì điều nào sau đây được ghi lại từ hành trình mà Ngài thuật lại? A. Sự từ bỏ danh vọng tối thượng, dù là ngai vàng hay là địa vị giáo chủ. Kính thưa quý vị, đối với những ai mà có tìm hiểu về lịch sử của Đức Phật Thích Ca, hay là đã nghe những cái bài kinh này, thì chúng ta biết rằng đối với Thái tử Sĩ Đạt Ta, có nghĩa là Đức Phật của chúng ta lúc mà chưa có thành đạo đó, thì trước khi thành đạo Ngài đã từ bỏ cái danh vọng, dù lúc đó cái ngai vàng ở cái thời Ấn Độ lúc bấy giờ là một cái vàng, là một cái điều lạc tối thường, có nghĩa là một cái đời sống vương giả rất là cao trong cái thời kỳ Ấn Độ mà Đức Thế Tôn của chúng ta cũng đã từ bỏ.
ngay cả cái địa vị giáo chủ khi mà gặp hai vị đạo sĩ Alaka và Arama Buddha đó, thì quý vị thấy ngài đã chứng đạt được cái tầng thiền mà cao nhất phi tưởng xứ đến nỗi mà hai vị đạo sư này là đã mời ngài ở lại để mà làm giáo chủ, làm giáo chủ có nghĩa là cai quản hội chúng rất là lớn. Nhưng mà đối với lúc bấy giờ Đức Thế Tôn cũng từ bỏ cái sự mời gọi đó. Rồi đáp án B, sự từ bỏ lợi dưỡng tối thường dù là cuộc sống nhung lụa thời trẻ, thì quý vị thấy rằng Phật ngài cũng mô tả lại lúc bấy giờ với cái tuổi thanh xuân tóc đen nhánh, có nghĩa là nói về cái lúc đó cái sức khỏe nó còn tốt, cái sức khỏe nó rất là còn tốt quý vị. Khi mà chúng ta thấy tóc chúng ta bạc rồi đó thì coi như là các căn nó đang già nua. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn khi mà ngài từ bỏ để mà ngài đi thì tóc ngài còn đen nhánh với thân hình vạm vỡ, có nghĩa là quý vị thấy rằng mô tả là một cái thời trai trẻ mà ngài đã từng cướp cái đời sống nhung lụa đó rồi, cái đời sống lợi dưỡng đó rồi, không có một người nào bằng trong cái thời đó đó mà ngài cũng rời bỏ cái cuộc sống đó để mà ngài đi xuất gia. Đáp án C, sự từ bỏ ái chấp đối với tự thân qua trắc nghiệm khổ hành cực điểm. Có nào quý vị, ngài mô tả lại cái giai thoại mà ngài đã tu tập những cái phương pháp khổ hành. Quý vị ngày nay dạ quý vị nghe lại chưa, các vị MC lâu ngày quá không có bị bố thằng ra đâu mất tiêu hết rồi quên phòng thủ rồi quên phòng thủ hết rồi. Dạ bây giờ thì chúng tôi tiếp tục cái sự từ bỏ ái chấp đối với thân mà qua cái trắc nghiệm khổ hạnh đó quý vị là như thế nào quý vị. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong thời nay đó có những người, thí dụ lúc trước chúng tôi gặp có những người người ta tu tập, thí dụ như là người ta nhịn ăn, người ta ăn một ngày một buổi, hoặc là người ta có cái gì đó, thí dụ như là cái đạo mà tu mà chỉ uống nước lạnh thôi chứ không ăn gì hết, hoặc là cái đạo mà người ta chỉ ăn bông thôi, thì quý vị thấy rằng đi đâu người ta cũng khoe đó. Hoặc là ở bên xứ Ấn Độ ngày nay cũng vậy, còn những cái đạo mà người ta tu lõ thể thì quý vị thấy rằng người ta đi đâu người ta cũng giống như là mình là một cái người đắc đạo. Nhưng mà đối với lúc mà Đức Phật của chúng ta làm cái vị đạo sĩ mà khổ hạnh trong đường già thì quý vị thấy rằng là ngài khổ hạnh đến nỗi mà ngài nghiệm lại ở trong thời nay và tới thời vị lai hoặc là ở trong quá khứ chưa có ai khổ hạnh bằng ngài, chưa có ai khổ hạnh bằng ta. Nhưng mà lúc đó quý vị thấy rằng Đức Phật của chúng ta cũng từ bỏ, cũng từ bỏ luôn. Đó, thành ra quý vị thấy rằng là coi như là ngài đối với những cái ái chấp, những cái mà chấp về thân hoặc là chấp về cái pháp hành của ngài, ngài đều bỏ hết. Đó, vậy thì ở trong cái bài kinh này Đức Thế Tôn đã kể lại những cái sự thể nghiệm tự thân của ngài đã trải qua, thì đối với ba cái điều này điều nào cũng có quý vị. Do vậy mà bây giờ chúng ta phải chọn cái câu D làm cái đáp án của câu trắc nghiệm số 1 này. Thì lúc nãy trước khi trả lời thì chúng tôi đã thấy hầu như tất cả
các vị đều chọn câu D, ai cũng chọn câu D hết, không có ai chọn đáp án khác. Và đối với chúng ta thì cũng chọn đáp án D làm câu trả lời cho câu trắc nghiệm số 1 này. Vậy thì bây giờ là một là chúng tôi cùng với các vị sẽ trúng hết, còn hai là chúng tôi và các vị sẽ cạch hết. Và con chọn cái đáp án D làm cái câu trả lời cho câu trắc nghiệm số 1 này. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thà Giá. Sa thủ cái chân để cho Pháp Tính. Sư Nguyên Thông, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Và có nghe được không? Dạ. Yeah. Sư Nguyên Thông có thể cho một vài ý kiến là tại sao mà ngay cả khi chúng ta học hiểu về kinh điển như là về vô thường, khổ đau, vô ngã, hiểu về Niết Bàn, hiểu về ngũ uẩn và vân, mà cái hiểu biết nó dựa trên kinh điển truyền thống thì cũng không thể gọi là đắc đạo chứng quả được. Mặc dù chúng ta nghe nói có những vị đắc đạo chứng quả mà không học nhiều như chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta học rất là nhiều nhưng không thể gọi là tuệ giác của một vị đắc đạo chứng quả được. Thì tại sao như vậy? Xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông Hoan Hỷ cho một vài suy nghĩ về điểm này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ và kính thưa toàn thể đạo tràng, con tuân lĩnh Sư Phụ đáp án cho cái câu thảo luận số 2, hỏi rằng tại sao tri kiến dựa vào kinh điển truyền thống không thể được xem là tuệ giác mà phải tự thân chứng nghiệm. Kính thưa Sư Phụ, ngày hôm qua hôm kia thì dường như Sư Phụ có cho một cái bài viết của một người nào đó, thì nói rằng cái dầu mà chúng ta mà có học thuộc kinh điển, tam tạng kinh điển mà học thuộc đó chấp nhận, mà chưa từ hành thiền Samatha và Vipassana thì tất cả những cái hiểu biết về kinh điển, thuộc lòng kinh điển mà hiểu biết đó thì cũng rất là quý, nhưng mà cần phải có sự thực hành. Bởi vì sao, tại sao khi mà chúng ta thực hành qua cái thiền chỉ Samatha đó là chúng ta là thanh lập tâm của chúng ta, cái biện pháp đó. Còn cái Vipassana là cái thiền quán, là để mình thâm nhập vào, mình buông xả được những cái ta gọi là ngũ uẩn, và buông xả được những cái ái dục là năm hạ phần kiết sử và 10 thượng phần kiết sử. Khi mà chúng ta được thanh lập tức thì khi mà cái sự kiết sử mà nó ngăn ngừa chúng ta, không cho chúng ta thấy được cái chân lý là những cái sự cái tham ái tham dục của chúng ta. Mình khi mà vì vậy cho nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã đoạn dục qua nhiều cái pháp mà ngài tu, thì những pháp tu thì cho theo kinh sách để lại là 20 A Tăng Tỳ Kiếp. Một trong những 20 A Tăng Tỳ Kiếp đó, ngài làm đầy đủ những cái pháp và đoạn trừ những kiết sử và hoàn thành những cái parami, tức là tu tập những cái hạnh từ bi hỷ xả vân vân. Thì tất cả những cái đó và là hy sinh vợ con, tức là cho chúng ta thấy là ngài không còn luyến ái vì cái tâm và những cái gì mà tùy thuộc cái thân, là ngài đã hoàn toàn đoạn trừ. Cho nên ngài nói là trong cái vấn đề mà tu hành về diệt khổ đó, là ngài đã là người đệ nhất về cái tu khổ hạnh. Cho nên tất cả những cái điều gì đó thì ngài đã tu. Cho nên ngài thường thường nói rằng tất cả những điều mà cần học thì ngài đã học, mà cái gì cần biết thì ngài đã biết, mà cái gì cần bỏ thì ngài đã bỏ. Tất cả những cái đó là vì vậy cho nên ngài thành tựu những cái đó, cho nên ngài mới là Phật. Cho nên chúng ta nếu mà muốn mà tu hành để mà thành được cái đạo quả thì chỉ là theo cái giáo pháp của ngài mà thôi, và đó là một con đường độc nhất để mà đi đến đạo quả. Và khi mà con chiêm nghiệm điều này thì con thấy là tất cả chúng ta đây rất là may mắn,
là tại vì trên thế gian này một cái chân lý tuyệt đối, mà cái chân lý đó không phải ai đặt ra, không phải Đức Phật đặt ra, không phải ông trời đặt ra. Sự thật ông trời có hay không thì không phải chuyện đó là tính sao, nhưng mà cái đó là do Ngài tự thân chứng nghiệm được những cái đó, cái chân lý là nó tự có. Cho nên của cái thâm ma là cái chân lý tuyệt đối trên thế gian này đó, mà không có ai đặt ra, mà tự nó có. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là do cái nỗ lực cá nhân của Ngài qua 20 A Tăng thì kiếp, mà Ngài là một con đường trí tuệ, cho Ngài Ngài đi con đường trí tuệ. Và cuối cùng là cách đây 2563 năm thì tại gốc cây Bồ Đề bên Ấn Độ thì Ngài đã tự chứng được những cái đó. Và khi Ngài chứng được những cái đó rồi, Ngài bỏ qua 7 tuần lễ để Ngài chiêm nghiệm lại những cái giáo pháp mà của Ngài chứng nghiệm, thì Ngài mới thấy rằng giáo pháp mà ta chứng nghiệm này rất là khó nói ra, mà hãy nói ra thì rất là khó hiểu, mà rất là khó chứng, rất là khó đắc. Và Ngài nghĩ vậy, nghĩ rồi nếu mà Ngài đem giảng thuyết cái pháp này ra thì không có ai mà hiểu được, thì Ngài khổ sở vô cùng. Thì may mắn cho chúng ta là trên quả phạm thiên có một vị thánh Tu Đà Hoàng, A-na-hàm, là Ngài Samvati, đọc được tư Ngài mới là bay xuống trong một cái nháy mắt. Thì đảnh lễ Ngài, thì Ngài mới nói rằng: kính thưa Thế Tôn, trần gian này có nhiều người trong con mắt của họ có ít bụi, nếu mà Thế Tôn giảng pháp thì những người này có thể nghe được. Thì lúc đó Đức Phật mới dùng Phật nhãn của Ngài xem thấy thế gian này có gì đó hay không. Thì quả thật là có, chứ Ngài mới im lặng nhận lời và đi về cái vườn Lộc Giả để độ năm anh em Ngài Kiều Trần Như. Nhưng mà trên đường đi thì Ngài gặp một người khác đó, thì người khác mà thấy cái căn của Ngài, thấy căn của Ngài rất là thanh tịnh, mới là hỏi Ngài học của ai, Ngài là người thế nào, mà rất là thanh tịnh như vậy. Thì Đức Phật cũng nói là tôi không có ai là thầy cả, tôi là cái người mà tự giác qua cái pháp tu hành, diệt trừ đoạn tuyệt được tham sân si của thân hành khẩu hành và ý hành của Ngài, cho nên Ngài là Phật. Thì ông ca ni nhá nó mừng chữ Phật cũng đã giật mình, với là thời điểm đó mà cái chữ Phật là nó biến mất trên trần gian này 5 A Tăng tỷ kiếp hay 5 tỷ kiếp hay là 10 tỷ kiếp, 5 tỷ năm hay 10 tỷ năm. Cho nên cái chữ Phật lạ lùng, cái chữ Buddha hay Buddha hay chữ Phật thì khó hiểu. Nhưng Ngài nói Ngài Phật, ông cứ giật mình mà không thể mà từ chối, bởi vì cái dáng điệu và cái tư cách, cái hạnh kiểm của người thầy Ngài nói đấy, hy vọng là vậy. Rồi Ngài, cái người đó lắc đầu ra đi, nhưng mà sau này sẽ gặp lại rồi cũng đã tu. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, cái giáo pháp mà chúng ta được học, được tu luyện hàng ngày trên trúc này là một cái điều mà chúng ta là may mắn được chạm đến, đụng tới để nói, để mà thán phục, để mà khâm phục, để là kính phục, để mà kính lễ giáo pháp. Rồi kính lễ giáo pháp là chúng ta kính lễ cái người mà đã chứng ngộ được nó là Đức Phật. Bởi vì vậy cho nên là chúng ta là những người hạnh phúc nhất trần gian trên thế gian này, nếu mà thể nói là có được nói như vậy và tin tưởng là như vậy. Vì vậy cho nên thưa sư phụ, cái điều mà cái câu hỏi mà sư phụ hỏi ra, tại sao tri kiến dựa trên kinh điển truyền thống không được xem là tuệ giác? Đó là cái lý thuyết tuệ giác, chứ không phải là cái tuệ giác mình có. Nhưng mà muốn được đó là mình phải tu, phải đưa những cái tuệ giác đó vào trong cái thân hành khẩu hành và ý hành của mình, thì qua cái chứng nghiệm, tức là qua cái sự mà tu tập, mà cụ thể là cái pháp hành là Samatha và Vipassana. Thì khi mà những người mà chứng nghiệm, mà nói là chúng ta là người nào đã chứng được 4 hay 5 bậc thiền, hay là chứng được 4 đạo quả, hay là 4 đạo và 4 quả đó, thì cái đó thì bắt buộc phải qua pháp hành, mà pháp hành đó là Vipassana và Samatha. Đó là con đường độc nhất, chứ không có thể một con đường nào thứ hai nào thêm. Vì vậy cho nên cái câu hỏi số 2 là tại sao tri kiến dựa trên kinh điển truyền thống không thể được xem là tuệ giác mà mình có, mình thử nghiệm được. Nhưng cái đó, cái theory là cái lý luận ở trong cái tam tạng kinh điển đó, là cái tuệ giác, cái lý thuyết đó. Nhưng mà mình phải tự thân chứng nghiệm thật, điều đó bắt buộc phải như vậy. Cho nên cái câu thảo luận số 2 này đó, người mà hiểu biết được cái câu thảo luận số 2 này có thể nói là có thể hiểu biết được cái cốt lõi của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì cái tuệ giác là mình phải học,
Chứ nói Đức Phật đã nói ở đâu đó trong kinh là tu mà không học là tu mù, mà học mà không tu tức là người nói láo, nói khoét thôi chứ không có làm được. Cho nên chúng ta phải vừa phải học vừa phải chạy tu. Vì vậy cho nên trong giáo pháp có một vị tỳ kheo già hỏi Đức Phật là: kính thưa Thế Tôn, giáo pháp của Thế Tôn có những cái điểm nào mà cốt lõi thế nào? Thì Đức Thế Tôn mới nói là giáo pháp thì chỉ khai có là pháp học và pháp hành. Học là học được thuộc lòng tâm tạng kinh điển để giảng giải cho người khác, còn pháp hành là phải thành tựu những pháp hành do thiền định và samatha. Thì con già rồi con học không nổi, không có đủ thời gian để mà học. Ta thuộc lòng tam tạng kinh điển, xin cho học pháp hành. Chị em ta học được pháp hành, Đức Phật giảng dạy. Thì trong vòng chừng vài tuần lễ sau thì ông ta đã chứng A-la-hán. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì theo Đức Phật Thích Ca đã giảng dạy, trong cái trường hợp mà con đã đọc được cái chỗ đó đó, là có cái là pháp học và pháp hành. Học là học tam tạng kinh điển, tức là Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh. Và sau này thì là chư tỳ kheo có kết tập lại là làm lại tất cả những cái điều mà Đức Phật giảng dạy ra, thành ra cái gọi là cái vi diệu pháp. Thành ra ở đây mình có thêm là cái vi diệu pháp, cho nên gọi là tam tạng kinh điển. Thì cái đó là cái lý thuyết, nhưng mà khi mà pháp hành đó là samatha vipassana, hai điều đó là hai điều bắt buộc mà chúng ta phải tu hành. Kính thưa sư phụ, và đó là những cái câu trả lời của con đối với câu thứ hai. Nếu như thiếu sót còn kinh thỉnh cầu sư phụ từ bi giảng dạy thêm để cho chính tự thông con học thêm, và đạo tràng sẽ được hưởng lợi thêm do trí tuệ của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai, và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thú sinh trường sư môn thông, thường tọa pháp tân ơi, thường tọa có còn ở trước mắt hay không? Nếu sự học tân được sinh trên sự học tân hoàn nghị, từ đáp án cầu trách nhiệm số 2. Dạ, mời quý Phật tử trả lời cho câu trách nhiệm số 2. Câu nào sau đây được xem là đúng dựa trên ý nghĩa của bài kinh? A. Có những người tự nhận mình chứng đạo là do lòng tưởng, tức là người này cũng thành thật, nhưng mà trong sự thành thật đó lại có cái sự lòng tưởng. Lòng tưởng rằng mình nghĩ rằng mình tin rằng mình đã đạo chứng quả, nhưng thật sự cái đó nó chỉ là cái tri kiến thường thức. B. Là có những người nhận mình chứng đạo là do tự thân thực chứng, tức là do tự thân mình có chứng ngộ thực sự. C. Là có những người nhận mình chứng đạo là do sự giả dối lừa đảo, tức là mình nhận chỉ là một cái sự nói đi cho người khác họ đã lễ cúng dường mà thôi. D. Trên điều có thể xảy ra. Mời quý vị đừng trả lời và kính thỉnh Tân Hoan Thị cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tự Quyền, Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Sư Nguyên Tông, cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thương chào quý thiện nam thính nữ. Quý vị quan hỷ post cái câu trắc nghiệm lên đi. Tại vì sao cái màn hình nãy giờ không biết cái câu trắc nghiệm của Thượng Tọa đưa lên mà chỉ nghe đọc thôi ạ. Có rồi hả, mà sao sư không thấy? Ngay cả cái câu chat của sư trả lời cũng không thấy hiện lên đây nữa. Lạ quá. Quý vị bót lại coi, xa kỳ quá. Thượng Tọa Pháp Tân ơi, có lẽ là máy của Thượng Tọa kỳ đó, để xin để
hỏi cô đi thỉnh Đại Đức Pháp Tính cho cô cắt niệm. Bây giờ Thượng Tọa khoan hỷ trả lời dùm cô thôi. Dạ, tại vì cô thối luận thì Thượng Tọa có thể nghe rõ hơn mà không cần phải đọc đó. Dường như hôm nay máy của Thượng Tọa có đó. Thượng Tọa khoan hỷ trả lời cho cô thối luận là mình thấy trong nhiều bài kinh vừa qua đó, Đức Phật Ngài cảm thán những người Bà La Môn xem ra rất là à, Ngài nói một bài pháp là người quy y Tam Bảo. Nhưng mà ở trên thực tế đó, cảm hóa những người mà họ có cái kiến thức rộng rãi, họ đặc biệt là thông thái về kinh điển Phệ Đà, họ có nhiều cái thành kiến, cái định kiến, thì cái sự cảm hóa họ có khó khăn lắm không? Có thực sự khó khăn? Và nếu nó khó thì khó như thế nào? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Pháp Tịch. Dạ, con nghe rõ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Giống như Thượng Tọa nói thì trả lời cái câu thì nó dễ hơn, thảo luận cái câu trả lời dễ hơn là đáp án trắc nghiệm. Tại vì ông thấy cái màn hình nó bị sao rồi. Dạ, để trở lại cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa hỏi con xin thưa thế này. Mình coi theo con là đọc ở trong kinh ấy, thì Đức Phật thì Ngài gặp được nhiều cái đối tượng khác nhau lắm. Thì trong đó có cái giới mà trí thức, chẳng hạn như cái bài kinh hôm nay, thanh niên Bà La Môn tên là Sangha Rawa đó. Thì có lẽ là cái kiến thức mà cái người đó họ có được thì phải nói là nó, nếu mà mình nhìn ở cái góc độ nào thì có lẽ họ cũng hiểu rất là nhiều, tinh tiết nó quảng bác rất là nhiều. Nhưng mà có một điều đó là con nghĩ theo cái quy luật của Đức Phật, thứ nhất là cái quy luật của Đức Phật, cái thứ hai nữa là cái trí của một cái vị chánh đẳng chánh giác. Ngài biết từng cái ngóc ngách từ ở cái tâm lý của cái đối tượng đó, cái người đó, rồi biết được cái những cái phương hướng. Và theo con nghĩ Đức Phật là một cái vị mà liễu tri chứng ngộ về những cái thực pháp của thế gian này, ngay cả những cái pháp mà đưa đến giác ngộ, rồi những cái pháp hình thành của thế gian, mọi cái sự hoạt động của cái pháp hữu vi này ở trong cái cuộc đời thì nó rất là, thì con nghĩ rằng bởi một vị cái trí của một vị chánh đẳng chánh giác mà được tuyên thuyết bởi một cái vị mà chánh đẳng chánh giác nữa, thì con nghĩ rằng Đức Phật á, có thể là có được cái sự nhiếp phục được những cái người ngoại đạo. Mà qua đó đó thì mình thấy rằng, con thấy rằng bởi vì theo con nghĩ đó, ngày nay ví dụ như là mình có một cái kiến thức nào đó, thì kiến thức nào đó thì mình nghĩ rằng có một người, có những người họ họ thừa nhận mình, họ công nhận mình là cái kiến thức quảng bác. Mình biết rõ, biết rất là nhiều, nhưng mà rồi đó thì nó cũng giới hạn ở trong một cái trí tuệ của người phàm phu. Còn đối với Đức Phật ấy, thì con nghĩ rằng Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, cho nên là bởi vì con nghĩ rằng bởi vì một vị chánh đẳng chánh giác ấy, cho nên Ngài xuất hiện ở đời ấy, thì Ngài luôn luôn mang lại cái sự lợi lạc cho thế gian này. Vì vậy cho nên là Ngài có cái hồng danh là Thiên Nhân Sư, Sathade Vamanut Sanan. Thì con nghĩ rằng là bởi vì thầy của chư thiên và nhân loại, và khi mà ngài xuất hiện ở đời đó thì từ ở các cái kiến thức trong cuộc đời này, từ ở kinh điển xưa nay, rồi truyền thống, rồi tất cả các cái phương hướng của chúng sinh như thế này thế nọ đó, rồi ngài đều biết hết tất cả. Và do đó thì ngài, khi mà lời nói của ngài đó thì ngài gieo vào trong lòng của họ, và từ đó họ có cái cảm thấy kính phục ở nơi ngài,
Rồi từ đó họ mới quy ngưỡng về Trịnh Lai Ngài. Cho nên là con nghĩ rằng cái điều đó là một vị, cái khả năng của một vị chánh đẳng chánh giác. Cái thứ hai nữa là con nghĩ rằng một vị mà được Đức Phật Ngài cảm hóa đó, thì vị đó có cái duyên lành rất là lớn. Giống như mình nói là ngày nay đó, là mình gặp được Phật Pháp là mình cũng có cái duyên lành. Cái duyên lành của mình là mình gặp được Phật Pháp, nhưng mà mình chưa gặp được Đức Phật ra đời. Thì cái vị mà gặp được Đức Phật đời đó, là họ có cái duyên lành gặp diện kiến Đức Phật và được Đức Phật giáo hóa. Cho nên là họ có cái duyên lành lớn. Giống như là con nhớ rằng Đức Phật có 5 cái phận sự. Thì khi mỗi buổi sáng á, thì Ngài lại dùng cái tuệ nhãn của một vị chánh đẳng chánh giác, thì Ngài quan sát coi chúng sinh nào nên tế độ, nên tiếp độ á, thì tự động Ngài có mặt ở đó để mà Ngài tiếp độ những chúng sinh đó. Bởi vì Ngài thấy rằng chúng sinh đó là những chúng sinh hữu duyên, và ngày hôm đó hoặc là thời gian đó, cái vị đó có cái khả năng chứng đắc đạo quả hoặc ít nhiều được cái sự lợi lạc ở trong cái hoặc ít nhiều được cái sự lợi lạc ở trong cái đời sống Phật Pháp này. Vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài xuất hiện có mặt. Thì con nghĩ rằng là cái khả năng của một vị chánh đẳng chánh giác nó khác với lại những cái vị ngoại đạo sư khác, khác với những vị khác. Và cái năng lực của Ngài là một cái năng lực rất là lớn, và do đó Ngài nhiếp phục. Cái thứ hai, cái đối tượng mà Ngài tế độ, thì con nghĩ rằng ít nhiều gì thì cái người đó phải có cái duyên lành rất là lớn. Duyên lành rất là lớn. Giống như mình nói là mình gặp được Phật Pháp là mình có cái duyên lành, nhưng mà mình không duyên lành bằng những cái vị mà gặp được Đức Phật tình tự thân Đức Phật Ngài giáo hóa gì đó, và ít nhiều thì được cái sự lợi lạc, tối thiểu thì cũng được sanh thiên, còn kế hơn nữa thì cũng được chứng quả vị thánh nhân, đạt được cái sự giải thoát một nào đó. Thì con nghĩ rằng đó là cái sự lợi lạc lớn. Thì đây là cái câu hỏi mà con xin được chia sẻ cái suy nghĩ của con qua câu hỏi mà Thượng Tọa vừa niệm. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Sau thuộc cái trình sư tổ học tình đại đức pháp tính đây, đại đức pháp tính có ở trước máy và có nghe được được không? Nếu đại đức pháp tính nghe được, xin thỉnh đại đức pháp tính cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Mời quý phật tử trả lời cho câu trình số 2. Câu nào sẽ đây được là đúng dựa trên ý nghĩa trong bài kinh? A, có những người tự nhận mình chứng đạo là do lầm tưởng, tức là họ không phải là họ gian dối nhưng mà họ lầm tưởng thôi. B là có những người tự nhận mình chứng đạo do tự thân thực chứng. C là có những người tự nhận mình chứng đạo do giả dối lừa đảo. Đây là cả ba trường hợp trên đều có thể xảy ra. Mời quý phật tử trả lời và kính thỉnh đại đức pháp tính hoàn thiện cho đáp án. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuy Quyền, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng Thư Hương. Bây giờ chúng ta tiếp tục với câu trắc nghiệm số 2. Câu nào sau đây được xem là đúng dựa trên ý nghĩa trong bài kinh? A, có những người nhận mình chứng đạo do lầm tưởng. Kính thưa quý vị, đối với cái đáp án A đó thì chúng ta chẳng những là chúng ta xem ở trong cái bài kinh này hoặc là những cái bài khác, nhất là ở trong cái những cái bài kinh lọc kinh gần ở đây, thì quý vị thấy rằng
rất là nhiều người, người ta bị lầm tưởng, tưởng mình chứng đắc các cái thần thông hoặc là thánh trí. Nhưng mà khi mà được Đức Phật hỏi lại đó, thì các cái vị đó không có hiểu được và cũng không có thật sự mà chứng đắc được cái gì. Do vậy mà chúng ta thấy rằng đối với cái sự mà lầm tưởng mình chứng đạo thì cũng rất là nhiều, chẳng hạn ở trong bài kinh này cũng có. Đáp án B, những người nhận mình chứng đạo do tự thân thật chứng, có những người nhận mình chứng đạo do tự thân thực chứng, thì cái điều đó cũng có, cái điều đó cũng có. Có những người, người ta nhận mình là chứng đạo do cái tự thân thực chứng, thì trong cái trường hợp này quý vị thấy rằng hình như là chỉ có Đức Phật thôi, chỉ có Đức Phật thôi mới nhận mình tự chứng. Đáp án C, có những người mà nhận mình chứng đạo do sự giả dối lừa đảo. Cái điều này thì rất là nhiều, hoặc là ở trong cái trường hợp ở trong bài kinh này thì chúng ta cũng đã thấy trường hợp này có xảy ra rồi. Vậy thì ở trong cái câu hỏi đó là hỏi rằng câu nào sau đây được xem là đúng dựa trên ý nghĩa của bài kinh đó, thì đáp án A, có những người mà nhận mình chứng đạo do lầm tưởng, thì trong bài kinh này cũng có những người nhận mình chứng đạo do tự thân thực chứng, thì cái điều này ở trong bài kinh cũng có quý vị. Còn đáp án C, có những người mà ta nhận mình chứng đạo do sự giả dối lừa đảo, và điều này cũng xảy ra. Do vậy mà chúng ta chọn cái câu D làm cái đáp án của cái câu trắc nghiệm số 2 này. Và con kính bạch thượng tọa, con thấy ở trong cái câu trắc nghiệm này đó thì con chọn cái đáp án D làm cái câu trả lời cho cái bài học, cái câu trắc nghiệm này. Con không biết là có thích hợp với cái câu trả lời của thượng tọa hay không. Con xin thỉnh thượng tọa. Sa thú kính chuyên đại đức Phật tính, chú ý Phật tử có một điều mà chúng ta nên lưu ý, đó là bậc đạo sư của chúng ta là Đức Phật, khi mà ngài gặp lại năm anh em Cựu Trực Dư, năm vị này gọi ngài bằng Abuso, và ngài đã ba lần nói với các vị đó không nên gọi ngài là như vậy. Abuso tức là người hiền giả, một cách gọi cho những người bạn của mình. Và ngài nói rằng ngài bị đã giác ngộ. Thì lần thứ ba thì ngài mới hỏi, ngài nhìn năm vị đó, ngài hỏi rằng có bao giờ năm vị đã nghe Như Lai nói như vậy trước kia không? Thì câu hỏi đó của Đức Phật khiến cho những vị này suy nghĩ. Đức Phật đã từ bỏ ngay vào, ngài từ bỏ dân tộc và ngài từ bỏ cái sự ái chấp với bản thân của ngài. Thì như vậy không thể nói rằng ngài tuyên bố ngài giác ngộ vì danh, giác ngộ vì lợi, giác ngộ vì cái bản thân của ngài. Và năm vị này đã đồng ý ngồi xuống để nghe Đức Phật thuyết pháp. Chúng ta may mắn là có một bậc đạo sư như Đức Phật, ngài trải qua một cuộc đời. Và trong cái giai đoạn mà ngài đi tầm đạo giải thoát đó, ngài đã chứng minh rằng ngài có khả năng từ bỏ tất cả những gì gọi là phù hoa, những gì hư danh hư lợi của thế gian, những gì mà người ta gian thường chấp thủ nhất, ngài từ bỏ. Thật ra chỉ có một lý do duy nhất mà Đức Phật ngài nhận ngài là một vị giác ngộ, đó là ngài thực sự giác ngộ. Đọc bài kinh này cũng như vậy, nhiều bài kinh khác. Chứ tôi muốn nhắc lại một điểm như vậy là người Phật tử thường ít khi đọc rõ về hành trình của Đức Thế Tôn từ khi
Ngài rời khỏi hoàng cung cho đến lúc thành đạo. Chúng ta chỉ đọc nhiều về cuộc đời Đức Thế Tôn ở trong cung vàng địa ngọc, thí dụ như quyển Ánh Đào Vàng của Bảo Đình Người Biết chẳng hạn, hay là chúng ta đọc nhiều về lúc Đức Thế Tôn đã giác ngộ rồi. Nhưng cái hành trình từ lúc mà Ngài rời khỏi hoàng cung cho đến khi Ngài đắc đạo giải thoát thì quả thực là một hành trình rất là đặc biệt. Ở đó có nhiều bài học lớn. Thưa quý vị, còn lại một vài phút trước khi chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ một vài cái thông tin với quý Phật tử ở trong ngày nhân mùa đại dịch này. Thưa quý vị, sáng nay chúng tôi có đọc hai bản tin nói về cái tình trạng các quốc gia đang gặp khó khăn trong việc đưa những cái nhân công, đưa những người sản xuất trở lại với cái công việc mà họ vốn từng làm trước khi mà đại dịch xảy ra, để có thể khởi động nhà máy, để có thể đưa người những cái nông trại lớn, để có thể vận chuyển hàng hóa, thì những cái nông trại, những hãng xưởng phải có cái điều kiện đủ bảo đảm là không bị lây nhiễm, và các quốc gia phải sẵn sàng để cho các máy bay qua lại không phận, tức là những các được giới mở cửa. Nhưng mà điều đó nó vẫn chưa thực hiện được với phần lớn, mặc dù đã có 3-4 quốc gia như là Áo, tìm cách, họ cố gắng tìm cách để vãn hồi cuộc sống, nhưng mà họ chỉ là thí nghiệm, và nhiều quốc gia khác cũng đang chờ đợi coi cái sự thí nghiệm của họ có thành công đến đâu. Chúng ta phải nói rằng cái việc mà lây nhiễm của đại dịch corona cho đến nay nó vẫn là một lý do mà khiến cho nhiều quốc gia rất là ngần ngại để đưa cuộc sống trở lại bình thường. Và tối thiểu thì khoảng 2-3 tuần lễ nữa, tối thiểu 3-5-6 tuần lễ nữa, thì chúng ta vẫn sống trong cái điều kiện mà chúng ta gọi là cách ly hay là hạn chế việc đi lại. Và ở trong những bài viết này đó, thì họ đều nói rằng mặc dù hiện nay các siêu thị ở Mỹ tương đối là còn đầy đủ đồ ăn, nhưng mà không có nghĩa là trong 3-4 ngày tới những cái điều này nó sẽ tiếp tục đầy đủ như vậy. Vì vậy, nếu quý Phật tử mà có cái điều kiện mà mua những cái đồ hàng hóa, những đồ thực phẩm mà có thể ăn, dự trữ được, thì cố gắng mua những gì cần thiết. Tại vì có một số các mặt hàng sẽ đặc biệt khan hiếm, giúp cho những gì người ta tiêu thụ nhiều. Nếu mà qua đại dịch rồi mà thực phẩm dư, thì chúng ta còn 5-6 tháng nữa để tiêu thụ. Trước kia, thưa quý vị, chúng ta đã từng có một cái nhận định rất sai khi mà nghe đến đại dịch xảy ra bên Ý. Và ở bên Ý thì họ thiếu khẩu trang, họ thiếu những cái nhu yếu như nước rửa tay, xà bông v.v. Thì chúng ta nghĩ rằng chuyện đó không thể xảy ra ở Mỹ. Ở Mỹ thì hand sanitizer là đầy dẫy, làm gì mà có chuyện thiếu. Nhưng mà đến khi đụng ra sẽ xảy ra thì quả thực ở đây chúng ta cũng thiếu. Nên chi nếu mà chúng ta có thể được thì nên dự trữ thêm một ít thức ăn, bởi vì nguồn trong thế giới đang dần dà đi đến chỗ khan hiếm, nhất là những nhu yếu tiêu thụ bởi nhiều người. Điều này không có nghĩa là làm cho chúng ta phải lo sợ. Người ta sẽ cố gắng để phục hồi nền kinh tế càng sớm càng tốt. Nhưng mà bác sĩ Anthony Fauci đã nói rằng cái người quyết định là thế giới này có trở lại bình thường hay không, không phải là các nhà lãnh đạo, không phải là các vị chính trị, hay không phải là các bác sĩ, mà chính là COVID-19. Tức là một khi mà COVID-19 đã được kiểm soát, đã thấy rõ ràng rằng không thể lây lan được vì những biện pháp hữu hiệu, thì lúc đó chúng ta mới có thể thực sự tin tưởng rằng chúng ta có thể trở lại cuộc sống bình thường ở trong một cái thời điểm mà tương đối mình có thể dự kiến được. Nhưng mà hiện tại thì nó còn là một câu hỏi lớn, rất lớn. Chưa có ai hiểu rõ, chưa có ai có thể xác nhận rõ là bao giờ đại dịch sẽ chấm dứt. Dù đó đây có những cái tin tức mà người ta cố gắng trở lại, ai khao khát trở lại bình thường hết. Tất cả mọi quốc gia đều muốn như vậy, tất cả những vị lãnh đạo đều muốn như vậy.
mỗi một ngày, mỗi một tuần lễ trôi qua mà thế giới bị tê liệt, một quốc gia bị tê liệt, một nền kinh tế bị tê liệt, một cái cơ sở thương mại bị tê liệt, thì nó tạo nên không biết bao nhiêu sự tổn thất. Tổn thất về thứ này và thứ khác, không phải chỉ vật chất mà về tinh thần, ai cũng mong muốn trở lại. Nhưng mà không phải là chỉ một sự suy tưởng là, hay là chỉ dựa trên một vài cái niềm tin đơn thuần, mà chúng ta có thể xác định được. Mà hiện nay chúng ta còn phải dựa trên những cái diễn kiện hàng ngày. Hôm qua thưa quý vị là một ngày mà có thể nói rằng số người lây nhiễm lớn nhất của Hoa Kỳ từ trước tới giờ, hơn 33.000 người, và số người chết cũng hơn 2.000 người. Và đồng thời ngày hôm qua là ngày mà lần đầu tiên người ta xác nhận rằng cái số người kiểm nghiệm có dương tính COVID-19 đã vượt qua cái số nửa triệu người ở tại Hoa Kỳ. Và ở trong cái điều đó, người ta chỉ có hy vọng ngày hôm nay và ngày mai, với những dữ kiện có được, thì con số ngày hôm qua sẽ là con số đạt đến đỉnh điểm, tức là đạt đến cái điểm cao nhất. Nhưng mà không ai nói được điều đó. Chúng ta nên nhớ rằng ở nhiều quốc gia khác, cái sự lây lan của đại dịch có thể trở đi trở lại. Và không thể nói rằng một vài con số bình quân, một vài con số có thể là chậm lại hay là lui sụp, mà nó có thể bảo đảm được những ngày tới như vậy. Nói chung thì chúng ta cũng vẫn còn đang trong thời giai đoạn rất là bấp bênh. Những cái phương pháp trị liệu cũng như là thuốc chủng ngừa, thì hôm nay chúng ta biết rằng có 62 cái nơi mà họ đang chạy đua tìm ra thuốc chủng ngừa, thuốc trị bệnh, 62 nơi như vậy. Nhưng mà theo tin tức thì nói rằng cái khả năng mà có thể đưa một cái loại thuốc chủng ngừa mà thật sự có đầy đủ cái những cái sự bảo đảm về an toàn mà có thể dùng được cho đại khối dân chúng bên ngoài đó, nó phải mất tối thiểu một năm. Thực ra một năm là thời gian rất là dài để chúng ta đương đầu với những khó khăn về kinh tế, về xã hội, về nhiều thứ. Dù sao đi nữa thì cũng mong rằng tất cả chư tôn đức và quý Phật tử đừng xem thường, đừng ý lại, mà chúng ta luôn luôn đặt nặng về vấn đề cẩn trọng, không phải chỉ riêng cho mình mà cho những người thân của mình, và đặc biệt là góp phần chung vào việc giảm thiểu lây lan. Xin kính dâng chư tôn đức đạo còn rung để thuyết giảng hôm nay đảnh lễ quý ngài. Chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, dạ Tự Mẫn cảm ơn quý sister dạ. Sa thú lành thay, con Tự Mẫn xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính chư tôn đức đồng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu đêm, mong lại đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính đại chúng đã tâm thanh tịnh tính Pháp, kính ơn quý chủ nhiệm Ops Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật thành, kính chúc quý đạo luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên. Hàng thì nguyện chúng sanh cầu giải thoát. Papa, 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 Papa
chúng sinh